Kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào anh Nhất Anh. Dạ, trong dịp lần trước thì mình có nói đến một đất nước mà Nhanh rất là yêu thích, đó là đất nước Bhutan. Nhưng mà thực sự thì mình nói chỉ sơ qua thôi, mình chưa có nói nhiều mà mình nói tiếp về Bhutan anh Thắng. Đúng. Thực sự nói đến Bhutan thì quả thực thì chúng ta thấy đất nước này là một cái đất nước mà cho chúng ta nhiều cái suy nghĩ khác lắm. Nếu chúng ta đã đến có dịp đến đây và khi mình ra khỏi đất nước Bhutan mình mang về một cái tâm tư là nó cũng là lạ, là nó có ảnh hưởng đến cái đời sống của ngay chính mình. Tại vì nếu chúng ta đến đó mà chúng ta không có đi tìm hiểu về Tiger Nest, tức là chú sứ của họ đó, là chúng ta không biết gì về tôn giáo của Bhutan. Mà chúng ta không đi đến những cái khu vực làng quê đó thì chúng ta cũng không hiểu những phong cảnh của cái dãy Mã La Sơn nó đẹp như thế nào. Yeah. Và chúng ta cũng không hiểu được cái sinh hoạt của người dân Bhutan như thế nào. Yeah. Và nếu chúng ta đã không hiểu những sinh hoạt cũ đó thì mình cũng sẽ không có hiểu, không có dịp hiểu được những cái sinh hoạt mới. Tức là cái giới trẻ của Bhutan họ nghĩ cái gì, không? Họ có gọi là có bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây có vào hay không? Chẳng hạn như cái đó, nếu chúng ta đi du lịch mà chúng ta tìm hiểu những cái đó thì có lẽ đó là một sự thích thú, rất là thích thú để chúng ta cùng so sánh với một cái xã hội Âu Mỹ với xã hội của Bhutan. Dạ, yeah. Trong một lần trình trước thì anh Thắng có nói là khi mà đến Bhutan á, không có đường bay nào đi thẳng tới Bhutan đúng hết rồi. Mà phải qua Nepal rồi xong rồi từ đó mình mới đi tới. Đúng rồi. Thì anh Thắng có nhắc tới một cái chi tiết mà anh rất là muốn hỏi cho cái lần này á, là khi mà mình bay, nó là mình lúc mà bay á, thì cái người phi công cũng phải là phải học một cái hướng Đúng bay rồi, đàng đúng hoàng. rồi. Tại vì cái đường bay đó nó đặc biệt như thế nào Nào, mà mình phải cái phải đặc hiện biệt lên nhất trước. là, nhất anh biết không, tại vì cái đường, tôi nói cái phi trường của Paro Dạ. là nơi mà máy bay lên xuống đó. Nếu mà chúng ta đứng ở cái đầu phía cuối của cái phi trường đó, tôi có dịp đứng cái phía cuối của phi trường, tôi nhìn cái hình ảnh của những cái chuyến bay nó landing xuống cái phi trường đó, nó rất là đặc biệt. Là tại vì khi mà cái phi trường, cái phi đạo dài như thế này và mình vô tình mà mình đang đứng đây mình nhìn đó, thì cái máy bay nó đang nó vòng cái từ bên phía cái thung lũng núi đó, nó vòng ra và vừa mới vòng ra xuống là họ bắt đầu landing ngay. Thành ra mình chợt dưng mình nhìn thấy một cái máy bay vừa mới hiện vòng đang uốn ra, uốn cong ra một cái vừa ra là bắt đầu xuống ngay. Thành ra cái hình ảnh nó đẹp lắm. Và mà tôi nghĩ thì cái hình ảnh mình xem bằng hình ảnh thì dĩ mình thích thôi. Nhưng mà thực sự so với những người phi công thì tôi nghĩ cái đó không phải là dễ dàng để cho họ có thể vừa mới đổi cái vòng cung xuống cái là xuống ngay. Thì tôi nghĩ cái đó là cái mà có một thời gian thì nhiều người cho tôi biết là những người phi công nó phải đặc biệt được training đặc biệt thì chứ không phải là ai cũng được quyền lái máy bay để xuống với cái phi trường Paro như vậy. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà mình thấy tạo cho mình cái hình ảnh rất là lạ khi mình đứng cuối đường phi đạo để mình nhìn cái máy bay đó. Và dĩ nhiên cái phi trường của Paro nó cũng rất là nhỏ. Cái phi trường đó tôi nghĩ chỉ đậu được 2 hay 3 cái máy bay nhỏ thôi. Cứ một cái chuyến bay có thể chở chừng khoảng 100 mấy 200 người thôi chứ không có nhiều. Thành thường chúng ta thấy chỉ có một cái phi đạo để lên xuống và mình phải máy bay lên xuống là phải đợi nhau để một cái lên rồi cái kia mới xuống được, chứ không phải lúc xuống 2 3 cái giống như mấy phi trường lớn. Thành ra cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy khác lạ so với thế giới bên ngoài. Nhưng một cái mà thế giới bên ngoài không có được, cái tôi muốn nói chuyện đến cái dãy núi Himalaya Sơn. Như trong chương trình trước mình nói, đây là một cái dãy núi kéo dài dọc theo biên giới của Nepal với Trung Hoa và nó kéo dài xuống nó trở thành cái Bhutan. Và đặc biệt cái dãy núi này thì nhất anh biết là dãy núi Himalaya nổi tiếng nhất với cái đỉnh Everest là cao 8.848 mét, và đây là một cái đỉnh coi như cao nhất của thế giới. Và đó là lý do tại sao ta gọi cái Himalaya là cái nóc nhà của thế giới. Nhưng mà chỉ có đặc biệt là khi chúng ta các chuyến bay từ Nepal, từ thủ đô Kathmandu đi sang Bhutan á, thì chuyến bay của chúng ta sẽ bay song song với dãy núi đó. Và ngồi trên máy bay, quý vị có thể qua những cái hình ảnh video clip của chúng tôi đã có dịp bay ở trên cái máy bay, quý vị nhìn đó, những cái hình ảnh những đỉnh núi cao của dãy Himalaya Sơn đều có thể nhìn được từ máy bay hết. Và dĩ nhiên nó cao hơn cả đám mây nữa, nó cao vượt qua mây. Dĩ nhiên có những cái lúc tôi có dịp chứng kiến là những cái biển mây đó, nó dày, nó cao, quá cao đi. Nó có thể cao đến 8-9 cây số và nó cover hết, nhưng mà cũng chưa có cái nào mà quá hẳn được cái đầu của Everest. Thành ra chúng ta mới thấy được cái đặc biệt trong cái chuyến bay, nếu chúng ta đáp chuyến bay từ Kathmandu đi Bhutan. Và đó cũng là một cái hình ảnh duy nhất mà có thể người ta có thể đứng ở trên cái không gian trên mây và trên đỉnh núi Everest để mà nhìn dãy Himalaya Sơn thôi. Với lại cái Bhutan á, nói xin lỗi là Nepal á, trong cái 14 cái đỉnh núi của dãy Himalaya Sơn cao trên 8.000 mét đó, thì 8 cái ngọn đỉnh núi đã thuộc về bên Nepal rồi.
Thành ra chúng ta hầu như chúng ta đi một cái chuyến bay như vậy, chúng ta thưởng thức được nhiều cái đỉnh núi cao lắm. Và đó cũng là một cái cảm giác hết sức đặc biệt. Có nghĩa là chưa đặt chân tới tới Bhutan thôi, ngồi trên máy bay thôi là đã mình đã có thưởng thức, mình đã có cái, một cái cảm giác mình nó ở khác trên đất kia nhà thế rồi. giới rồi. Vậy thì khi mà tới Bhutan rồi thì cái đời sống của người dân ở đó như thế nào anh Thắng? Đời sống thì chúng ta có dịp nói trong một chương trình trước đó về thế một cái sinh hoạt nhỏ nhỏ về những cái hoặc đến Thimphu vào những buổi chiều đó. Ở bên đó nó có những cảnh ở chợ buổi chiều, tức là buổi chiều là họ đem trái cây rau cỏ gì đó ra đã bán ở ngoài ngoài trước mặt mấy cái supermarket vậy đó. Tại nó giống như cái supermarket nhưng mà nó hơi khác một chút, nó nhỏ hơn nhiều. Và người ta bán vậy nó giống như một cái cảnh chợ họp vào buổi chiều. Nó khác với buổi chợ chiều nha. Buổi chợ chiều là tan chợ đúng không? Còn đây họp chợ vào buổi chiều họ đem đó họ bán để cho người ta ăn bữa tối. À, và dĩ nhiên có những cái quán ở bên Bhutan thì tuyệt đối này. Một cái điểm mà tôi cần nói đó là qua đó chó rất là nhiều. Tại vì người Bhutan không sát sanh, thành ra con chó người ta không có giết nó, thành ra nó sinh sản rất là nhiều và chó hoang đầy ở cái tất cả mọi nơi ở trong cái xứ Bhutan đó. À, rồi sau đó thì cá cũng vậy. Sông người Bhutan họ không có đi câu cá, mà họ đi không đi câu cá thì họ đâu có giết cá, thành ra những cái món ăn mà về thịt về cá đều nhập cảng từ bên Ấn Độ sang hết. Phải nói đến Bhutan, ở Bhutan nó có nightclub không? Có những con bar, con pub không? Có. Thế tuy nhiên tôi có dịp vào một cái con bar ở ngay khu vực của thành phố Paro. Không. Nếu chúng ta đi đến một cái địa điểm đó mà mình không phải là dân bản xứ, không cách chi ta biết là cái đó là Tại vì cái nhìn nó pub không đó. giống phải không ạ? Nó không có giống, nó có đề cái gì phía ngoài cả. Và chỉ có vài cái đèn chớp chớp, nhưng mà thường thường người ta đưa mình vào xem đó. Rất là thô sơ. Không, mình có thể thấy một cô đứng lên cô hát kiểu karaoke đó. Không, dĩ nhiên không có màn ảnh, không có gì, cô cũng hát thường thôi, nhưng mà cái sân khấu cũng rất là thô sơ. Vài cái bàn gỗ thường rồi cái ghế ngồi để xem, và người ngoại quốc không có nhiều. Chỉ có những người trẻ của Bhutan họ đến đó họ ngồi họ nghe nhạc. Và dĩ nhiên cái loại nhạc như vậy thì đối với tôi nó chỉ như là một cái điểm để cho hát thôi. Hoặc là có hai người họ cho chơi một cái bản nhạc tình, thấy không? Xong rồi có một cô với có một cậu đến ăn mặc theo kiểu của Bhutan và diễn diễn lại cái nội dung của bài hát như thế nào. Và mình thấy đó rất là đơn sơ, rất là dễ chịu và rất là, và họ cũng có những cái bài hát là họ nhảy múa theo cái điệu vũ của Bhutan cũng rất là dễ thương. Vậy là anh sẽ hẹn anh Thắng trong phần 2 khi mà anh Thắng có thể kể thêm nhanh về tôn giáo của Bhutan. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và hôm nay thì mình cũng đang tiếp tục nói đến Bhutan. Và như anh được biết, đó là một trong những nơi mà khi mình đến Bhutan không thể thiếu, không thể đi qua, đó chính là Tiger Nest. Thì ở đó có phải là biểu tượng tôn giáo của Bhutan không anh Thắng? Tiger Nest nó là một cái biểu tượng của đất nước Bhutan. Và khi nói đến biểu tượng này thì Tiger Nest, tại sao người ta gọi là Tiger Nest? Tiger Nest thì Thak Sang là theo cái lối nói cái ngôn ngữ của Bhutan, và Thak Sang có nghĩa là chú xứ của hồ, là nơi con Không hồ ở đó. cư trú ở đó. Nhưng mà tại sao lại có hồ đó? Thì đó là một cái câu chuyện nó hoàn toàn về tính cách tôn giáo. Người Bhutan họ theo đạo Phật, 95% họ theo đạo Phật, và đạo Phật đó là Đại Thừa mà theo cái nhánh của Tây Tạng. Và Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng thì ngay trong cái tôn giáo của Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng họ cũng đã chia ra bốn tông phái khác nhau rồi, và trong đó có một cái tông phái nó gọi là phái Ninh Mã. Phái Ninh Mã này họ đã truyền từ bên Tây Tạng sang Bhutan, và người đứng đầu của cái phái Ninh Mã là một vị đại sư, vị đạo sư tên là Liên Hoa Sinh. Đó, Liên Hoa Sinh. Và tại sao gọi là Liên Hoa Sinh? Liên Hoa Sinh là ông được người đời sau họ coi ông như là là một vị Phật được sinh ra từ đóa hoa sen và vô nhiễm rồi đúng không? Từ đóa hoa sen ra thì ông đã được đó, và ông được một vị vua nhận nuôi nấng, và sau đó nuôi nấng ông lớn lên và ông đã có cái sự tu luyện và ông có rất là nhiều phép thần thông để mà diệt trừ ma quái cũng như yêu tình. À, nhờ cái sự thần thông và có nhiều phép lạ đó, và ông đã được một nhà vua một đất nước đã triệu ông đến để nhờ ông chữa bệnh cho nhà vua.
Và sau khi ông đã đánh đuổi được yêu tinh ma quái và chữa bệnh được nhà vua thì ông đã được nhà vua rất là trọng vọng, và nhà vua đã gả người con gái công chúa cho ông ấy. Và chính người công chúa này trở thành một trong những gọi là những vị thánh của bên trong cái phái Ninh Mã. Và bà đã chính là người đi theo ông sau khi đã rời Tây Tạng. Thì cái truyền thuyết của bên Bhutan á, họ cho là ngài Liên Hoa Sinh đã bay xuất từ ở một nơi khác đến, và bay với ai? Bay với một con hổ, và con hổ đó chính là biến thân của bà vợ đó. Và vợ thành ra khi cả hai đó, ngài Liên Hoa Sinh và bà thánh đó, đã đến vào ngay cái khu vực của cái ngọn núi mà giờ ta gọi là trú xứ của họ, đó là cái khu vực của cái thành phố Paro. Và trên cái đó thì bây giờ người ta ngài đã ở trong đó và tu tập trong đó, và ngài đã gọi là hành đạo ở trong đó. Và sau đó thì cái tôn phái của ngài Liên Hoa Sinh đã được bao trùm lên tất cả những cái khu vực văn hóa của người Bhutan, và họ nhận đó là một cái tôn giáo chính của họ. Nhưng mà cái từ đó mà mình đi lên cái Tiger Nest thì mình đi đi lên thì khoảng bao lâu thì có thể Tại vì tới chúng ta được? nói là chúng ta đi lên một cái độ cao, nếu mà lên trước cái địa cái chỗ cái địa điểm ngang cái Tiger Nest so với mặt biển thì nó khoảng 3 cây số, 3.000 mét. Nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đang ở cái thành phố Paro đó. Paro là một thành phố nằm trên 2.300 mét, 2.400 mét rồi. Thành ra từ từ đó mà lên tới trên kia rồi chừng 400 mét nữa thôi, 400 mét, nên đến đỉnh thì mất khoảng 600 mét. Mà chúng ta chỉ đi thẳng một đường lên tới 300 400 mét thì không có vấn đề. Nhưng mà không phải như vậy, không phải chúng ta đi thẳng tới cái độ cao là 300 mét đâu, chúng ta phải đi vòng vòng. Và tất cả những đường xá, cái con đường mòn để đi lên Tiger Nest đều là những con đường đất cả. Thành ra nếu mà chúng ta kẹt mà chúng ta đi vòng mùa mưa một cái là chúng ta không cách gì mà lên đó. Lên đến nơi thì có thể lên được, nhưng mà xuống rất là khó khăn tại vì trơn trượt. Đó là cái điểm mà về cái con đường lên tới Tiger Nest. Và mùa mưa rất là khó đi, và dĩ nhiên chúng ta đi vào mùa khô và ngày đẹp trời thì đó là đúng là ngày mà hạnh phúc của mình rồi. Vậy thì khi mà anh Thắng thấy cái cảnh tượng như vậy, khi mà đặt chân lên tới Tiger Nest thì cái cảm giác của anh Thắng như thế nào? Khác nhiều lắm, tại vì chúng ta biết là nếu mà đặc biệt là trong đó chúng tôi không quay được video và chúng tôi không chụp hình được bên trong Tiger Nest là lý do họ cấm hết, họ kiểm soát mình không cho mình đem cell phone nữa, tại vì họ sợ mình chụp hình đó. Thế tuy nhiên khi mà vào trong đó chúng ta sẽ nhìn được các tượng của ngài Liên Hoa Sinh, chúng ta nhìn được tượng của các thiên tướng, chúng ta nhìn được những cái tượng của các hộ pháp. Và dĩ nhiên nếu quý vị nhìn những cái tượng như vậy đó thì phải nói thêm là chúng ta sẽ cần phải bỏ cái suy nghĩ văn hóa cũ của mình trong đầu đi một chút. Tôi không biết nói làm sao để cho chúng ta có thể hình dung được hai cái tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Tại vì khi mà chúng ta lên nơi Phật Thích Ca thì bên Phật giáo Đại thừa của bên Bhutan vẫn có thờ Phật Thích Ca. Thế tuy nhiên về với ngài Liên Hoa Sinh với những người gọi là hộ pháp hoặc là những người thánh bên đó, họ quan niệm là nếu nếu nhận tôi không biết nói sao, nhưng mà người ta quan niệm thế này: có đôi mắt Phật, người ta vẽ theo kiểu đôi mắt Phật của Phật giáo Đại thừa Tây Tạng, và cả hai đôi mắt đó có mắt trái và mắt phải, đúng không? Và khi đó mắt trái và phải thì giữa chúng ta thường sau cái cặp mắt của hai con mắt của mình giữa là cái mũi. Thành ra nhiều khi nhìn cái tấm ảnh đó thì nhiều người nghĩ cái đó là giống như cái mũi, nhưng cái đó không phải là cái mũi, mà cái đó nó quan niệm đó là sự hợp nhất. Hợp nhất có nghĩa là sao? Mắt phải mắt trái nhìn đâu cũng được, nhưng mà nhìn xong xuôi cuối cùng nó chỉ có một hợp nhất, nó chỉ là nhìn là một cái vật thôi, một cái sự kiện thôi, một cái vật thể phía ngoài thôi. Và bên ngay Phật giáo Đại thừa Tây Tạng đó, bên Bhutan đó, họ hình ảnh của họ là một tượng của một hộ giống như một hộ pháp đi, tôi nói cho là một hộ pháp hay là một thánh, thánh nam và thánh nữ nhập với nhau thành một. Cái đó là cái quan trọng. Thì có lẽ đến Bhutan thì ngoài những cái chuyện mà chúng ta đã nói cách đây một hai trước rồi đó, bây giờ chúng ta nhìn lại thì cái hôm nay chúng ta nói như vậy đó, tôi cũng tránh nói là sao để cho người Việt Nam có thể hiểu lầm về những cái chuyện đó, nhưng mà cái đó là chúng ta đến và chúng ta cảm nhận thấy cái chuyện của mình thôi. Còn thứ nhất đến đó và chúng ta cũng đừng có phán xét là tại sao như vậy, là không đạo đức, không có luân lý, không có gì, hoàn toàn khác nhau nhiều lắm. À, cái đó điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta quên bớt cái văn hóa
của mình sang một bên và mình dẫn có một cái văn hóa khác, mình xem nó khác biệt như thế nào thôi. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thực sự là 15 phút nói chuyện thì sẽ không thể nào mà nói đủ hết cái cảm nhận của đúng, Bhutan. đúng Và vậy. hy vọng rằng có dịp nào đó Nhất Anh cũng như là khán giả có thể được tới tận nơi và Đúng tận vậy. tận cảm nhận Có được điểm cái đó là mình. cái mà tôi cho rằng ngoài cái chuyện chúng ta đến tận nơi, xem tận mắt, nghe tận tai và chúng ta hiểu được những cái gì thực tế trước mặt mình để hấp thụ của con người mình, cái đó mà cái quan trọng. Chứ còn nghe hay là chúng ta chỉ cần phớt qua thì chúng ta rất là dễ bị hiểu lầm và mình cho là cái kia là tà đạo. Dạ, cảm ơn Thắng và nhân hẹn Thắng chương trình lần sau.